Đinh Quang Thái xin trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ sáu, 13 tháng 11 năm 2015. Một nghệ sĩ tài hoa của ngành âm nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Anh Bằng vừa mới vĩnh viễn ra đi vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua tại Tư Gia ở Orange Hill, ở quần cam miền Nam California, hưởng thọ 90 tuổi. Nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1925 tại Thanh Hóa. Trong 60 năm sinh hoạt văn nghệ, ông đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ gồm trên 600 ca khúc, trong đó có 200 bản nhạc của ông đã được nhiều nghệ sĩ trình diễn. Trong số này những ca khúc nổi tiếng như bài Nỗi lòng người đi, đêm nguyện cầu, nửa đêm biên giới, anh còn nợ em, anh còn yêu em, vân vân. 8 năm trước trong một chuyến đi lưu diễn tại Âu Châu thì nhạc sĩ Anh bằng khám phá là ông bị ung thư gan. Sau đó căn bệnh được chữa trị và tạm ngừng Nhưng mà vài tháng trở lại đây thì bệnh tái phát nhưng chuyển sang một loại ung thư khác Đầu tháng 11 thì khi bệnh trở nặng, nhạc sĩ Anh bằng vào bệnh viện cấp cứu Lúc đó các bác sĩ cho biết là thời gian còn lại của ông không còn bao lâu nữa Nhạc sĩ Anh Bằng ra đi để lại rất nhiều đau buồn cho giới ca sĩ, nghệ sĩ, báo chí, truyền thông, cũng như rất đông khán giả, những người yêu thích và ngưỡng mộ dòng nhạc của ông. Bắt đầu ở phần tin thời sự ngày hôm nay thưa quý khán giả, hôm nay là ngày đánh dấu một giai đoạn mới ở trong lịch sử của Miến Điện. Sau khi Ủy ban bầu cử Miến Điện công bố vào lúc sáng nay tính theo giờ tại địa phương là mặc dù chưa kiểm phiếu hết bởi vì có 7 khu vực vì lý do an ninh không tổ chức bỏ phiếu, nhưng Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ Miến Điện do bà ông Sang Su Chi lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang và chiếm được tổng cộng 348 ghế ở cả Hạ viện và Thượng viện trong khi đó thì chỉ cần 329 ghế trong tổng số 664 ghế là có đại đa số tính đến giờ phút này thì đảng cầm quyền Liên Minh Đoàn Kết và Phát triển được quân đội ủng hộ chỉ có được 40 ghế mà thôi chiến thắng vẻ vang này của Liên Đoàn Toàn Quốc đấu tranh vì dân chủ Miến Điện sẽ cho phép Liên Đoàn đứng ra lựa chọn tổng thống và lập chính phủ mà không cần phải liên minh với bất kỳ một đảng phái nào khác theo hiến pháp hiện nay của uh, Miến Điện thì uh, quân đội đương nhiên được nắm giữ 25% trong tổng số ghế tại cả hai viện Hạ và Thượng viện và đồng thời nắm ba bộ quan trọng nhất là Bộ Ngoại giao, Bộ uh, An ninh Biên giới và Bộ Quốc phòng. Uh, tương lai dân chủ đang chờ đón dân tộc Miến Điện. Nhìn sang tình hình tại Syria thì đêm hôm qua tính theo giờ địa phương máy bay của Hoa Kỳ đã tung ra một cuộc oanh kích dữ dội xuống một khu vực có tên là Rapa ở bên Syria. Và mục tiêu chính là để tiêu diệt một tay khủng bố nổi tiếng, đó là tên Jihadi John. Nhân vật này đã từng xuất hiện trong nhiều cuốn video của tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan ISIS, bịt mặt và cầm dao cắt cổ một số những con tin người Tây Phương. Uh, Jihadi John, uh, tên thật là Mohammed uh, M.Wazi đã từng xuất hiện trên những uh, cuốn video này và chửi bới các chính phủ Tây phương một cách nặng nề. Một viên chức cao cấp của uh, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận rằng một chiếc máy bay không người lái đã đánh bom xuống và uh, giết chết Jihadi John trong lúc tay này đang di chuyển trong một chiếc xe hơi nằm trong khu vực uh, Jaffa. Uh, Jahadi John, uh, quốc tịch của Anh, mà sinh ra tại Kuwait, đã từng uh, giết và uh, theo mới hình thức cắt cổ nhà báo Mỹ là Stephen Sollov và nhà báo James Foley cũng như là cắt cổ nhà báo người Nhật là Kenji Goto cùng uh, sát hại một số những uh, nạn nhân khác. Uh, thưa quý anh giả liên quan đến tình hình tại Biển Đông thì chỉ một ngày sau khi chính phủ của Indonesia lên tiếng là sẽ dọa kiện Trung Quốc trước tòa án uh, quốc tế nếu như Trung Quốc không uh, thảo luận hòa bình để nhằm mục đích giải quyết cái, cái đường lưỡi bò chiến đoạn của Trung Quốc liếm vào quần đảo Natuna của Indonesia. Thì sáng ngày hôm nay phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là um, Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc không phản đối đòi hỏi chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo Tuna. Hôm thứ Tư vừa qua, thì Bộ trưởng đặc trách về vấn đề an ninh chính trị pháp luật của Indonesia là tướng Luhut Banzaitan cho biết là Indonesia có thể trở thành quốc gia thứ nhì sau Philippines, nộp đơn kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế để nhằm tìm một cái giải pháp cho vấn đề tương lai của quần đảo Natuna mà đã bị Trung Quốc vẽ bản đồ uh, xâm phạm. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đã nhượng bộ trước thái độ cứng rắn của chính phủ Indonesia. Còn về phía Việt Nam, thì phát ngôn viên ngoại giao của nhà nước cộng sản Hà Nội là ông Lê Hải Bình nói trong một cuộc họp báo rằng Việt Nam đã yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không có bất kỳ lời nói và hành động nào làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông. Lời tuyên bố của ông phát ngôn viên Lê Hải Bình được đưa ra sau khi chủ tịch cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình hôm mùng 8 tháng 11 vừa qua đã phát biểu tại Singapore rằng các quần đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa đã nằm trong chủ quyền của Trung Quốc từ thời xa xưa và Trung Quốc sẽ quyết tâm để giữ gìn cái chủ quyền của các quần đảo này. Đây không phải là lần thứ nhất mà Tập cận bình nói như thế. Ở cách đây một thời gian, ông đã, đã từng tuyên bố với báo chí quốc tế là chủ quyền của Trung Quốc đã có từ xa xưa đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý khán giả liên quan đến nhà tỷ phú Donald Trump, thì đêm hôm qua khi xuất hiện trên một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ABC News, Tổng thống Barack Obama nói rằng cái kế hoạch mà trục xuất 11 đến 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ Hoa Kỳ mà ông Donald Trump đưa ra để vận động tranh cử. Đó là một kế hoạch hoàn toàn không có thực tế và hơn thế nữa, nó đi ngược lại cái truyền thống tốt đẹp của hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. À, Tổng thống Barack Obama hỏi rằng thế ông Donald Trump lấy tiền đâu ra để có thể trục xuất cái số người này mà phí tổn có thể lên tới nhiều tỷ mỹ kim và tổng thống nhấn mạnh rằng cứ tưởng tượng một ngày nào đó trên toàn thế giới dân chúng các nước được xem hình ảnh của nước mỹ trên màn ảnh truyền hình khi mà cảnh sát lôi cổ cha mẹ của những người di dân bất hợp pháp tách rời con cái của những người này và giam giữ vào họ những trung tâm tạm giam trước khi đuổi họ về nước thì rõ ràng đó không phải là hình ảnh của hiệp trung quốc hoa kỳ Uh, ông còn nói thêm rằng một cái điều buồn cười nữa là cái um, tâm lý mà chống người di dân ấy, từ xưa đến giờ vẫn hiện diện tại nước Mỹ nhưng mà thử hỏi rằng những người Mỹ quay lại sau lưng của họ xem mới một thế hệ trước tức là cha mẹ hoặc là một thế hệ trước nữa là ông bà của họ thôi chính là những người di dân từ những nước khác vào sống tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng của nước Mỹ là ông Aston Carter đêm qua loan báo ngắn gọn rằng ông đã cách chức một vị tướng ba sao là tướng Ron Lewis. Trung tướng Ron Lewis bị cách chức sau khi đã có những lời cáo buộc rằng ông đã có những hành vi không đúng đắn trong mối quan hệ với nhân viên. Tờ Washington Post trong số phát hành sáng ngày hôm nay nói rằng kể cả ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter tới những viên chức cao cấp của ngũ giác đài cũng không nói chi tiết về những cái lỗi lầm phạm phải của ông tướng Ron Lewis. thưa quý khán giả, ông trung tướng Ron Lewis là một trong những phụ tá cao cấp nhất của bộ trưởng quốc phòng Carter. ông giữ những hồ sơ quan trọng của ngũ giác đài cũng như là lịch trình sinh hoạt của người cầm đầu bộ quốc phòng Hoa Kỳ. các trường học tại nước Mỹ vừa mới đưa ra một cái thông báo khẩn cấp là họ cần tuyển dụng gấp 100.000 giáo viên để dạy cho các môn về khoa học, kỹ thuật, toán cũng như là engineering, tức là cái ngành kỹ sư. Thưa quý vị, chương trình này được viết tắt là STEM, S-T-E-M, viết của những chữ Science, Technology, Engineering and math Và cái mục tiêu phải đạt được là từ giờ cho tới năm 2021 các trung học của nước Mỹ phải có thực thêm 100.000 giáo sư nữa. Uh, tập đoàn uh, Lockheed Martin đã tuyên bố là sẽ sẽểm trợ nửa triệu Mỹ kim cho chương trình này, trong khi đó là hãng điện thoại AT&T nói rằng họ sẽ bỏ ra một triệu Mỹ kim để giúp cho chương trình. Uh, một trường uh, đại học là Rider University tại New Jersey uh, sẽ tung ra một uh, chương trình huấn luyện gấp trong vòng có 9 tháng thôi để đào tạo gấp một số những người muốn trở thành giáo viên hoặc là những người muốn chuyển từ nghề khác qua nghề gõ đầu trẻ. Và cuối cùng cùng một điểm tin sáng hôm nay thì chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý khán giả đã xem bản tin ngày hôm qua. Khi chúng tôi loan tin là một nhà tỷ phú ở bên Hồng Kông là ông Joseph Lau đã mua một cái cục hột xoàn có tên là Blue Diamond Tin sáng hôm qua chúng tôi nói là 48 tỷ 400 triệu Mỹ Kim Để cho con gái 7 tuổi là cô Josephine à, Nhưng mà sau đó thì chúng tôi xem lại mới thấy rằng Đối chiếu giữa hai bản tin sáng sớm của đài CNN Họ đề rất rõ ràng là 4, uh, 48 billions Tức là tỷ Nhưng mà buổi trưa chúng tôi xem lại thì họ sửa lại là million Thoạt đầu khi nghe cái con số này thì um, anh Nhân là người phụ trách về um, kỹ thuật của um, người Việt TV và cá nhân chúng tôi có trao đổi với nhau và nói rằng con số này nó hơi vô lý là bởi vì ngay cả tỷ phú Gates là người giàu nhất trên quả đất này cũng chỉ có 56 tỷ Mỹ Kim thôi thì anh chàng tỷ phú người Hồng Kông đi tiền đâu ra mà mua tới 48 tỷ nhưng mà chúng tôi cũng không dám ngờ là một cái đài lớn như CNN vẫn có thể đánh máy sai một con số và chúng tôi đã trở thành uh, cái người mà loan um, tin nó không được chính xác có một số khán giả đã viết thư vào cho tòa soạn và nhắc nhở rằng có lẽ là tôi lú lẫn chăng thì đây là cái lời xin lỗi chân thành của chúng tôi với quý khán giả của người Việt TV và xin đính chính lại cái cục diamond tên là blue diamond mà ông tỷ phú bên Hồng Kông mua chỉ có trị giá 48 triệu Mỹ kim mà thôi chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình điểm tin sáng thứ hai.